Xin chào toàn thể quý vị khách hàng đang theo dõi livestream của Thẩm mỹ Ohio ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng tôi đưa đến ca xóa chàm đen và chúng ta sẽ cùng gặp bác sĩ để xem là ca xóa chàm này như thế nào nhé. Chào mọi người, đây là ca chàm đen nhé. Có một bạn khách hàng, bạn Mai đến từ Hà Nội nhé. Thì bạn đến với cái tình trạng là chàm đen vùng trán và lan ra vùng dưới mắt này, trên và dưới mắt còn che mắt, mình có thể nhìn thấy một chút chàm đen của bạn nữa. Thì đối với tình trạng này là chàm bẩm sinh nhé, rối loạn sắc tố dưới da, thì đối với cái trường hợp này mình phải điều trị cũng khá là nhiều. Khách hàng gặp tình trạng mình điều trị sẽ rơi vào tầm khoảng 8 đến khoảng trung bình khoảng 8 buổi nhé. Và mình điều trị bằng công nghệ Piconil, là dùng sóng cái laser sung dài 1064 để điều trị những cái này nhé. Thì trong quá trình điều trị thì cũng không gây khó chịu gì cho khách hàng nhiều, cũng khá là thoải mái thôi. Có khó chịu gì không hai em? Có, hơi đau. Hơi nhói một chút đúng không? Thì tình trạng da ngoài chàm da còn đang bị mụn viêm rất là nhiều, da khá là yếu nên là điều trị như này còn rất là cẩn thận. Và sau đấy sẽ có chế độ phục hồi tại cơ sở thì sẽ giúp làn da của cháu sẽ tốt hơn. Chúng ta có thể thấy này, trên những cái chàm đen này thì cái đáp ứng của điều trị là nó sẽ nhìn nó hơi trắng trắng lên một chút trên bề mặt nhé. Đấy, bắn xong thì mình đã thấy cái biểu hiện đấy trên bề mặt da của mình. Cái này thì nó sẽ hết sau vài phút, đến khoảng 1 giờ là hết thôi nhé, không lo. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, là trong quá trình mà điều trị cái vết chàm đen này này thì chúng ta có cần phải tuân theo tiêu chuẩn ăn uống như thế nào không ạ? Cái này thì cũng giống như một số điều trị những chàm bớt khác, thì chủ yếu mình về nhà mình hạn chế tiếp xúc, kiêng xà bông chất tẩy rửa vào những cái vùng này, mình nguy cơ bị kích ứng vào vùng này thôi. Những đồ ăn thức uống thì hạn chế những đồ nguy cơ tạo thâm tạo sẹo như mình đã chia sẻ trong những lần trước, đấy là thịt bò, trứng, rau muống nhá. Và sẽ có thuốc bôi về nhà, bôi tại nhà, ngày bôi 2 lần, và khi đến tháng và đến kỳ hạn mình đến đây để mình điều trị theo đúng phác đồ là được nhá, không cần phải kiêng khem gì quá nhiều đâu ạ. Trước đây em đã đi tìm hiểu ở đâu chưa? Cái này hoàn toàn là do bố em tìm hiểu ấy ạ. Là do bố mẹ của mình tìm hiểu đúng không nào? Trước đây đã đi điều trị ở đâu chưa Mai nhỉ? Chưa. Đây là lần đầu tiên. Cái vết chàm này Mai có thể chia sẻ cho chị là cái vết chàm này nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của em như thế nào? Cảm thấy khá tự tin. Mình bị mất tự tin một chút đúng không ạ? Thế thì chúc cho Mai luôn vững vàng, bởi vì là bây giờ đến với Thẩm mỹ Ohio rồi, chúng ta sẽ chữa trị vết chàm này thật là sớm thôi, để em có thể tự tin hơn trong cuộc sống và trước đám đông. Cảm ơn em đã tin tưởng lựa chọn Thẩm mỹ Ohio của chúng ta. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi livestream ngày hôm nay của Thẩm mỹ Ohio. Xin chào và hẹn gặp lại.